Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video hôm nay của mình. Thì trong video ngày hôm nay, những bạn nào mà đang dùng Facebook, các bạn muốn thêm địa chỉ email, hoặc đơn giản các bạn muốn xóa cái email cũ đi, các bạn thêm email mới vào ở trên Facebook, thì trong video này các bạn cùng tham khảo nhé. Rồi, để thay đổi cũng như là xóa thêm địa chỉ email ở trên Facebook, rất đơn giản, các bạn làm theo các bước của mình như sau nhé. Đầu tiên, các bạn hãy vào cho mình cái giao diện chính của Facebook. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái dấu 3 gạch ngang ở trên đầu. Nếu bạn nào mà dùng điện thoại khác có ở bên trên hoặc bên dưới nhé, các bạn chọn vào. Đấy, biểu tượng trang cá nhân. Rồi, sau đây thì tại phần menu, các bạn nhìn thấy có cái phần là bánh răng cài đặt nhé. Các bạn chọn trực tiếp vào phần bánh răng cài đặt cho mình. Rồi, tiếp theo Facebook sẽ chuyển đến cho các bạn trang cài đặt và quyền riêng tư. Tại đây, các bạn nhìn ngay cái mục đầu tiên, trung tâm tài khoản gồm thông tin cá nhân, mật khẩu bảo mật, vân vân. Các bạn chọn vào một khoảng trống bất kỳ vào cái mục trung tâm tài khoản nhé. Đó. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn thấy cái mục là trang cá nhân, trung tâm tài khoản, gồm rất nhiều những cái phần thông tin như mình vừa đọc. Và các bạn sẽ kéo xuống, các bạn chọn cho mình cái mục thông tin cá nhân nhé. Ok. Thì sau đó thì thông tin cá nhân sẽ xuất hiện ra cho các bạn các cái phần thông tin liên hệ, địa chỉ, email, ngày sinh, vân vân. Tại thông tin liên hệ thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mục là thông tin liên hệ đầu tiên nhé. Các bạn chọn vào. Rồi, thì đây chính là cái phần là địa chỉ email trong cái phần Facebook của các bạn. Nếu mà các bạn muốn thêm thông tin liên hệ mới, tức là thêm địa chỉ email vào trang Facebook của các bạn, thì các bạn sẽ nhìn xuống cái phần là thêm thông tin liên hệ mới. Các bạn sẽ click vào cho mình cái phần này. Ok. Và có một cái câu thông báo bạn muốn thêm gì. Có hai phần, thêm số di động và thêm email. Thì ở đây các bạn muốn thêm email thì các bạn sẽ chọn cho mình là thêm địa chỉ email nhé. Rồi. Và sau đây các bạn hãy nhập cả hai phần địa chỉ email mới vào. Sau khi các bạn điền địa chỉ thông tin email xong thì các bạn sẽ nhìn xuống cái phần là chọn tài khoản cho email này. Các bạn sẽ tích vào cái tài khoản mà các bạn muốn thêm, tức là cái tài khoản các bạn đang sử dụng nhé. Bây giờ nó hiển thị cái dấu tích xanh tròn đậm trên này là được nhé. Bây giờ các bạn sẽ chọn cho mình là tiếp ở đây nhé. Đấy. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ vào cái địa chỉ email mới các bạn xác nhận. Đây này, chúng tôi đã gửi email kèm mã xác nhận đến cái tài khoản mà các bạn vừa thêm vào. Bây giờ các bạn hãy vào cái địa chỉ email kia, các bạn check, các bạn chọn mã xác nhận, các bạn nhập vào đây nhé. Đây, mình vừa vào mình check mail thì mình đã nhận được cái mã xác minh của mình đây nhé. Đây này, 118 này, 737 nhé. Bây giờ mình nhập vào nhé. Ok, bây giờ mình sẽ chọn là 118 này, 737 này. Sau khi các bạn điền xong ấy, thì các bạn sẽ chọn cho mình là tiếp ở đây này. Đấy, để xác nhận nhé. Rồi, nếu mà đúng khớp trùng khớp mã thì bạn sẽ nhận được cái câu thông báo là bạn đã thêm email của mình vào các tài khoản đã chọn. Vậy là các bạn đã thêm thành công cái địa chỉ email mới vào tài khoản của cái tài khoản này nhé. Các bạn chọn đóng này. Đó, thì tại đây, phần thông tin liên hệ thì các bạn sẽ quay trở lại. Nó sẽ có hai cái địa chỉ email mà các bạn vừa thêm, tức là vừa thêm một cái địa chỉ email nữa là hai cái nhé. Bây giờ, nếu trường hợp các bạn muốn xóa cái địa chỉ email cũ đi, thì các bạn hãy click vào cái địa chỉ email cũ này. Đấy, các bạn chỉ việc chọn xóa, các bạn chọn xóa email này. Đó, bạn sẽ nhận được cái thông báo là bạn sẽ không thể dùng email này để đăng nhập, đặt lại mật khẩu cũng như là thông báo nữa. Đấy, thì các bạn sẽ chọn là xóa nhé. Đấy, ok. Và bây giờ các bạn hãy điền cái mật khẩu Facebook của các bạn vào để xác nhận rằng các bạn đã xóa cái email đó nhé. Sau khi các bạn chọn mật khẩu của tài khoản Facebook, các bạn chọn cho mình là tiếp tục này. Rồi, vậy là các bạn đã xóa thành công email nhé. Đây, bạn đã xóa email cũ của mình. Thì nếu mà các cái thông tin nó trùng khớp thì Facebook sẽ gửi cho các bạn một cái thông báo như này, đã xóa email cũ của mình. Rồi, vậy là xong nhé, các bạn chọn đóng này. Rồi, và bây giờ chỉ còn cái phần là địa chỉ email mới của các bạn, tức là cái email mà các bạn vừa thêm vào lúc đầu ấy. Rồi, và đó là cái cách để các bạn có thể thêm cũng như là xóa, thay đổi địa chỉ email ở trên Facebook của các bạn, vô cùng đơn giản. Các bạn có thể thực hiện theo các bước của mình hướng dẫn nhé. Chúc các bạn thành công.
Qua video ngắn vừa rồi, mình cũng vừa hướng dẫn nhanh cho các bạn cách để các bạn có thể thêm hoặc là xóa địa chỉ email ở trên Facebook của các bạn. Các bạn nào chưa biết thì các bạn có thể tham khảo video này của mình nhé. Và có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào, các bạn hãy comment xuống phía dưới video giúp mình, cũng như là các bạn muốn mình hướng dẫn về chủ đề gì, các bạn comment xuống nhé. Và nếu thấy video hay, nhớ chia sẻ và bình luận và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.